Chào mừng các bạn đến video Kaizen của công ty tư vấn Trần Đình Cửu. Thưa quý vị, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái tâm sự nho nhỏ. Mọi người chúng ta hãy tự nhìn vào cái cuộc sống của chính bản thân mình. Chúng ta hãy nhận biết là này, từ lúc ta sinh ra đã có một người luôn luôn đồng hành sát cánh với chúng ta. Rồi chúng ta vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 đi học, vẫn có một người luôn luôn đi cùng với chúng ta. Rồi đến khi chúng ta đi làm, người đó vẫn sát cánh kế bên. Như vậy tóm lại, khi chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta nằm, chúng ta ngủ, người đó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Và thậm chí đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, người đó cũng đi với chúng ta hết cả hành trình luôn. Chứ các bạn, đó chính là bản thân chúng ta đấy các bạn. Người đó là bản thân chúng ta đấy. Do đó tôi kêu gọi các bạn, tôi và tất cả anh chị, chúng ta hãy yêu thương bản thân mình, nhưng đừng nuông chiều bản thân mình. Các bạn nhớ nhé, hãy yêu thương bản thân mình, nhưng đừng nuông chiều bản thân mình. Tôi xin ví dụ, nếu tôi rất muốn là tập thể dục buổi sáng mỗi ngày để sức khỏe tốt hơn, nhưng quỷ ma sáng ra đấy thì cái cám dỗ trong đầu ngủ nó sớm hơn, vậy tôi tiến hành tôi ngủ thì rõ ràng là tôi nuông chiều bản thân chứ tôi không yêu thương bản thân. Hoặc là chị nào giảm béo đấy, bị cám dỗ là lâu lâu mới ăn một lần có sao đâu, vậy đó là nuông chiều bản thân chứ không phải là yêu thương bản thân. Hoặc là trong công việc, trong công ty, khi chúng ta làm việc chúng ta bảo thôi suy nghĩ cải tiến làm gì cho nó mệt óc, không làm như vậy nó làm mất năng lượng mệt lắm. Và chúng ta làm như thế là nuông chiều bản thân chứ không phải yêu thương bản thân. Vì vậy một lần nữa tôi kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy yêu thương bản thân của chúng ta bằng cách kỷ luật. Thực hiện cái kỷ luật Kaizen mỗi một ngày, kỷ luật mọi hoạt động của chúng ta trong cuộc sống cũng như tại sản xuất kinh doanh các bạn. Chúng ta cần phải làm mỗi một ngày hôm nay chúng ta làm tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai chúng ta làm tốt hơn ngày hôm nay. Chúng ta cần phải luôn luôn tạo ra giá trị để người khác nhìn thấy chúng ta là họ tin tưởng, họ khâm phục chúng ta thì cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc. Và thưa các bạn, cái chương trình Kaizen cải tiến hiện trường hiệu quả tức thì sẽ giúp cho các bạn nhận ra được cái tư duy Kaizen đó, sẽ giúp cho các bạn các cái kỹ thuật Kaizen ngay tại hiện trường để tạo ra được những giá trị mà người khác nhìn thấy mình phải tin tưởng và khâm phục mình. Vậy các anh chị hãy nhanh tay đăng ký cái chương trình Kaizen cải tiến hiện trường hiệu quả tức thì, khai giảng ngày 22 tháng 7 theo đường link kèm theo.